đội Indonesia đeo khẩu trang trên chuyên cơ vì sợ lây sốt nội bộ, tập kín tại Việt Nam. Theo Liên đoàn bóng đá Indonesia, PSSI, để không bị lây sốt nội bộ, tất cả các cầu thủ đội tuyển Indonesia phải đeo khẩu trang và chấp hành những quy định nghiêm ngặt trên đường đến Việt Nam. Đấu trận lượt về vòng loại World Cup 2026. Như Thanh Niên đã đưa tin, đội tuyển Indonesia có mặt ở sân bay Soekarno-Hatta, Jakarta lúc 9 giờ 30 sáng 23:03 và khởi hành đến Việt Nam lúc 10 giờ bằng chuyên cơ mang phiên hiệu J8460. Phóng viên của Thanh Niên cũng đã ghi nhận được nhiều hình ảnh cầu thủ đội tuyển Indonesia phải đeo khẩu trang. Thậm chí, ban huấn luyện của Garuda còn chuẩn bị thêm vài hộp để mang đến Việt Nam. Cầu thủ Indonesia ra sân bay phải đeo khẩu trang. Ban huấn luyện của Indonesia phải mang theo khẩu trang khi đến Việt Nam. Trợ lý trao đổi với huấn luyện viên Shin Tae-yong cũng phải dùng khẩu trang. Tưởng chừng như việc các cầu thủ Indonesia đeo khẩu trang khi lên máy bay là chuyện bình thường, nhưng sau đó ít phút, truyền thông xứ vạn đảo bất ngờ tiết lộ việc này là bắt buộc theo yêu cầu của PSSI. Năm cầu thủ là Rafael Struwick, Sandy Wans, Eva Jenner, Nadeo Agawita và Mohamed Riani đã được ghi nhận sốt vào tối ngày 22 tháng 3. Những cầu thủ này cũng sẽ đi cùng chuyến bay đến Hà Nội nên PSSI sợ họ sẽ lây bệnh, kéo theo hàng loạt cầu thủ đội tuyển Indonesia sốt. Đích thân chủ tịch PSSI, Erik Thohir lên tiếng, một trong những lý do khiến Jacob Seyri bị thay ra ngày 21:03 là vì anh ấy bị sốt và hôm nay 23 tháng 3. Tôi có thể thông báo rằng 5 cầu thủ của Indonesia tiếp tục bị sốt, lặng lẽ về nước sau thất bại. Đội tuyển Việt Nam dồn sức cho trận lượt về, có lẽ điều kiện không khí đã thay đổi và một số cầu thủ vừa được thi đấu ở nước ngoài hoặc mới nhập tịch. Hội quân cùng đội gặp khó khăn. Ngày 21 tháng 3, chúng tôi có thể thấy rằng Nathan Joaon chơi tốt nhưng không tối ưu. Jay Aidet, Ricky Riho, Justin Hamber đã chơi chắc chắn ở hàng phòng ngự nhưng họ cũng gặp khó khăn vì thời tiết. Chúng tôi lo ngại việc bị sốt có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như phong độ của các cầu thủ. Sau khi chuyến bay đưa đội tuyển Indonesia đến Việt Nam khởi hành, một thành viên của ban huấn luyện liên tục cập nhật tình hình của các cầu thủ. Tất cả thành viên đều được yêu cầu tuân thủ quy định, đeo khẩu trang và hạn chế giao tiếp. Tờ CNN Indonesia viết, khẩu trang phải liên tục được sử dụng để tránh việc các cầu thủ lây bệnh. Ngày thi đấu đến gần, 5 cầu thủ bị sốt là quá đủ đối với đội tuyển Indonesia. Chúng ta không thể gặp thêm bất kỳ vấn đề nào khác. An toàn trên chuyến chuyên cơ đặc biệt luôn đặt lên hàng đầu. Những người quản lý cũng được bố trí để liên tục kiểm tra, nhắc nhở các cầu thủ. Ngoài việc bị sốt, truyền thông Indonesia tiết lộ nhiều cầu thủ của huấn luyện viên Shin Tae-yong đã giấu đau để được thi đấu. Eva Jenner là một trong những số đó khi anh phải nhờ đến thuốc giảm đau để thi đấu trận lượt đi với đội tuyển Việt Nam. Thời gian hội quân gấp rút khiến các cầu thủ có ít thời gian tập luyện, thích nghi với thời tiết được xem là nguyên nhân chính dẫn đến những vụ việc trên. Công tác kiểm tra nghiêm ngặt trên chuyên cơ đến Việt Nam thua 6 trận liên tiếp. Vì đâu đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Philip Chu nên nổi. Đội tuyển Indonesia đã có mặt ở Việt Nam đến 14:30. Đội tuyển Indonesia đã đặt chân đến sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Tại đây, Garuda sẽ lưu trú tại khách sạn Intercontinental Hà Nội Landmark 72. Đây là một trong những khách sạn sang trọng nhất, đẹp nhất tại thủ đô. Trong những ngày lưu trú tại Việt Nam, việc ăn uống của đội tuyển Indonesia sẽ do chính đội bóng này bàn bạc với khách sạn để lên thực đơn cho phù hợp. So với trận đấu lượt đi, đội tuyển Indonesia đang sức mẻ, lực lượng nghiêm trọng. Ngoài 5 cầu thủ đang bị sốt và chưa rõ khi nào hồi phục, Mark Klopp đã rời đội vì không kịp bình phục, trong khi khả năng ra sân của 2 cầu thủ vừa nhập tịch Ragnar Oramgon, Tom Hay vẫn còn đang bỏ ngỏ. Niềm an ủi duy nhất của huấn luyện viên Shin Tae-yong đến lúc này là đội trưởng Asnawi đã trở lại sau án treo giò. Đội tuyển Indonesia đã đến Việt Nam, hành lý đội tuyển Indonesia được chuyển lên xe huấn luyện viên Shin Tae-yong. Các cầu thủ Indonesia tỏ rõ vẻ mệt mỏi sau hành trình di chuyển trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia, 26:03, mang tính quan trọng trong việc quyết định những tấm vé đi tiếp của bảng F sau trận thắng 1-0 trận lượt đi. Indonesia đã chính thức vượt qua đội tuyển Việt Nam để đứng thứ hai.
Dù vậy, khoảng cách giữa hai đội chỉ là một điểm và đội tuyển Việt Nam sẽ giành lại ngôi vị nhì bảng nếu có thắng lợi trước đội bóng của huấn luyện viên Shin Tae-yong. Hai đội đều được tập trên sân chính. Mỹ Đình VFF cho biết, họp báo trước trận lượt về vào ngày 25 tháng 3 tại trụ sở VFF. Huấn luyện viên Shin Tae-yong và một cầu thủ đội Indonesia phát biểu vào 11 giờ. Huấn luyện viên Chu Xi và một cầu thủ đội Việt Nam phát biểu vào 11 giờ 30. Buổi tập chính thức ngày 25 tháng 3, báo chí tác nghiệp 15 phút đầu tại sân Mỹ Đình. Đội tuyển Việt Nam tập từ 17 giờ đến 18 giờ. Đội khách từ 18 giờ 15 đến 19 giờ 15. Các buổi tập của đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia ngày 23 tháng 3 và 24 tháng 3 đều không có hoạt động tác nghiệp của truyền thông. Xem trực tiếp thể thao đỉnh cao trên FPT Play tại https://play.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.